Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta gặp nhau ở phần 86 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp. Chủ đề của phần 86 này là Phá yên bố họ nào tại xeo hoa. Phá bố họ nào tại xeo hoa. À, cụm nào hoặc câu nào có từ tơ thì thường mình sẽ dịch đằng sau dịch lại. Xeo hoa là những cái trò cười. Rồi phá yên bố họ là phát âm không tốt. Nào có nghĩa là gây ra pha yin của họ, nao tờ xeo hoa thì dịch là những cái trò cười do phát âm không tốt gây ra. từ nao còn có dùng ở những cái chỗ khác ví dụ như nao giao thông sư cu là xảy ra tai nạn giao thông. nao lão thông sư cu là xảy ra tai nạn lao động. hay là có thời gian thì đến nhà tôi quậy một bữa nha nó bạn bè nói với nhau như vậy dù sư chen xin lãi của chen nao gì you nao know, bà. Rồi nào có nghĩa là quậy chơi thoải mái á. Còn trước cơ hải giờ hoàn sang sáng sáng no. Thì là cái đứa trẻ này buổi tối nó thường hay quấy lắm. Tức là nó hay khóc. Hay khóc hay là hay đòi cái này cái kia hay nọ. Thế không ngoan á. Rồi. Như vậy là chủ đề của nó là Phá Yên của Họ No Tờ Xeo Khoa. Đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc trước. Hai lần rồi sau đó mình sẽ tiến hành giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé xin mời mọi người bắt đầu lắng nghe nào phát音不好闹得笑话我叫 Mali是一个在北京工作的外国人我非常喜欢中国也很喜欢说汉语我已经学了两年汉语了 我发现汉语很有意思，但是也很难学。开始学汉语的时候，我就闹了很多笑话。有一次，我想去一个商场，但是不知道怎么走。我看见前面有一个警察，就走过去说：“你好，我可以吻你吗？” 警察听了我的话，看起来很吃惊。我很奇怪，不明白他为什么吃惊。我又说：“我可以问你一个问题吗？这个商场怎么走？”警察听完笑了，马上告诉了我怎么走。后来，我把这件事告诉了我的中国朋友，他们都笑了。 他们告诉我，吻是 kiss，问才是 ask。发音不好闹的笑话。我叫玛丽，是一个在北京工作的外国人。我非常喜欢中国，也很喜欢说汉语。我已经学了两年汉语了。我发现汉语很有意思，但是。 也很难学。开始学汉语的时候，我就闹了很多笑话。有一次，我想去一个商场，但是不知道怎么走。我看见前面有一个警察，就走过去说：“你好，我可以吻你吗？”警察听了我的话，看起来很吃惊。 我很奇怪，不明白他为什么吃惊。我又说：“我可以问你一个问题吗？这个商场怎么走？”警察听完笑了，马上告诉了我怎么走。后来我把这件事告诉了我的中国朋友，他们都笑了。他们告诉我：“吻是 kiss，问才是 ask。” Vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe và nắm được nhiều không ạ? bây giờ mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé. Phá yên bố họ no tại sao hoa mà li tôi tên là Mary. Sư dĩ cưa trai bày chiến cung cho tờ quay của rỉnh. Ở đây chúng ta xác nhận là nha, sư dĩ cưa là một cái hay là gì đó. Thì từ trung tâm của nó là quay của rỉnh. Như vậy là sư dĩ cưa quay của rỉnh là một người nước ngoài rồi người nước ngoài này như thế nào? Trai vị chiến cung chua tờ quai của rỉnh là một người nước ngoài làm việc ở Bắc Kinh. Wo cháu mà ly sư ý cơ trai vị chiến cung chua tờ quai của rỉnh. Wo phê sẵn sĩ Trung của Tôi rất là yêu thích Trung Quốc hay là đất nước Trung Quốc. Wo phê sẵn sĩ khoan Trung của Về hẳn sĩ khoan số hàn gửi. Về hẳn sĩ khoan số hàn gửi và cũng rất thích nói à, tiếng Trung và tiếng Hoa cũng được. Quả gì chính sẽ là liền nén han gì là? tôi đã học tiếng Hoa được 2 năm rồi. Bây giờ câu này có hai từ lơ thì mình sẽ hiểu á, là cái sự việc nó bắt đầu từ trong quá khứ nhưng mà bây giờ nó vẫn còn đang tồn tại đang diễn ra. Nếu như chúng ta bỏ cái từ lơ ở cuối cái cuối cái vế đó đi nha, chúng ta nói nè. Quả gì chính sẽ là liền nén han gì thì mình sẽ dịch là tôi đã học tiếng Hoa được 2 năm nhưng mà bây giờ thì không còn học nữa. Còn nếu chúng ta nói quả gì chiến sẽ lơ lèn lẻn hang gì lơ thì tôi học tiếng Hoa được 2 năm rồi. Tức là bây giờ vẫn còn học nhớ cho rằng như vậy. Wo fa xian hẳn y sơ Wo fa xian âm ấm Việt là từ phát hiện tôi phát hiện nhưng mình cũng có thể dịch thoáng hơn là tôi thấy rằng Hàn Nhụy khẩn dụ y sơ Tôi thấy rằng tiếng Hoa rất là thú vị Khẩn dồ y sơ Tan sơ dễ hành nản Tan sư là bằng với khởi sứ là nhưng Tan sư dễ hành nản nhưng cũng rất khó Rồi bây giờ khó cái gì thì chúng ta à, Chúng ta xem nó nha Hành nản xuể Bên trang kia nó còn thêm một thờ, một từ xuể nữa Như vậy là hành nản xuể là rất khó học Rất khó học khai sự sẽ Han gì tơ sử hô khi cái cụm nào mà mình thấy nó có tơ sử hô nằm phía sau thì mình sẽ bắt đầu dịch là lúc hoặc là khi dịch từ đó như vậy là khai sự sẽ Han gì là bắt đầu học tiếng hoa rồi khai sự sẽ han gì tơ sử hô là khi bắt đầu học tiếng hoa của chiêu nào là tôi đã gây ra nào là gây ra nào là, là đã gây ra từ chiêu này có cũng được, không có thì thôi. Ủa chiêu nào là tôi đã gây ra hành tố xéo hoa là rất nhiều những trò cười. Tức là tôi đã gây ra rất nhiều những trò cười. Dù dĩ sư là có một lần, Ủa xèn chi ý cơ sáng Như vậy là dù dĩ sư là có một lần, mình có thể dịch thoáng là một lần nọ. Ủa xèn chi ý cơ sáng hay là Ủa giao chi ý cơ sáng sàng cũng được sàn thì là mình chỉ muốn đi thôi không đi cũng không sao còn nếu gọi giao chi có sẵn sàng là tôi muốn đi đến một cái trung tâm thương mại sẵn sàng là trung tâm thương mại như vậy là tự giao cái nghĩa nó mạnh hơn có một lần hay là một lần nọ tôi muốn đi đến một cái trung tâm thương mại tan sư bu trí to chầm ở chỗ tan sư là nhưng bu trí to không biết Chầm ở chỗ là phải đi làm sao tức là đi hướng nào á tan tan sư bu trí to chầm ở chỗ 我看见前面有一个警察我看见 là tôi trông thấy hoặc là tôi nhìn thấy 前面 Chúng ta cũng có thể đổi bằng à, Tôi trông thấy ở phía trước 有一个警察 Có một anh cảnh sát 警察 là cảnh sát 就 đây là bèn 就走过去 Bèn đi qua bên đó là Bèn bước qua đó số là nói rồi mình đọc lại ha. Wǒ kān jiàn qiān miàn yǒu bước qua đó và nói. Nǐ chào anh, tôi có thể hôn anh không? Ừ, ở đây có nghĩa là hôn. À, từ hôn đây nó còn một vài cái từ khác nữa, nhưng từ wén cũng là cái từ rất phổ biến và từ chính quy. Wǒ gì má, Tôi có thể hôn anh không? Rồi, chỉnh thiên là vô tơ hoa Tức là nây cơ chỉnh cái anh cảnh sát đó Chỉnh xá thiên lờ vô tơ hoa Cái anh cảnh sát đó nghe Nghe xong những cái lời nói của tôi á tơ hoa, hoa là lời Thiên hoa là nghe lời Khan xì lại là trông có vẻ Hình sư chiến rất là giật mình Sư chiến cái nghĩa gốc nó là giật mình thì mình cũng có thể dịch là rất ngạc nhiên, dịch thoáng thoáng chút cũng được. Khan xì lại hình chư chiến à, trông ra trông có vẻ rất giật mình. À, quả hình sĩ quái tôi rất ngạc nhiên. sĩ quai cũng có nghĩa khác là kỳ lạ nó là tính từ kỳ lạ. còn ở đây thì mình có thể dịch là ngạc nhiên quả hình sĩ quái à, tôi rất ngạc nhiên hoặc là có thể nói là quả wow, chuyện ta hình sĩ quái cũng được tôi cảm thấy rất ngạc nhiên. pu miệng bài cũng có người nói pu miệng bài nhưng mình nói nhẹ nhẹ đi thôi. pu miệng bài khinh thanh đi cho nó vừa đẹp Vua miệng bay là không minh bạch Tức là không hiểu được, không hiểu rõ, không hiểu nổi Tha quay sở chư chiến Tha quay chư chiến Tại sao anh ấy lại chư chiến là giật mình như vậy của hình sĩ quay Ua miệng bài, tha vì sao chư chiến Rồi tiếp nữa Ua yêu vô yêu là tôi lại và tôi lại nói Tức là mình nói tiếp nữa đó mùa khở gì gì cơ mà ở đây nó bỏ nó có một cái từ quên bỏ vào trong cái ngoặc đơn như vậy tức là Mary á cái người này muốn nói là mùa khở gì gì cơ mà tôi có thể hỏi anh một vấn đề hay là một câu hỏi hay là một chuyện được không tự quên thì có thể dịch thoáng như vậy Tôi có thể hỏi anh một chuyện được không? Một vấn đề được không? À, nhưng mà cô ấy phát âm không có rõ. Như vậy là quên là hôn. Lẽ ra cô ấy phải nói là quên. Hoặc khởi gì quên thì gì cơ quên thiệp mà. Rồi. À, cho nên anh cảnh sát anh ngạc nhiên là đúng rồi. Trước cơ sang sàng rồi mới chỗ cái trung tâm thương mại này thì đi làm sao? Tức là đi như thế nào mới tới được á? Trước cơ sang sàng rồi mới chỗ Tại sao mà nó xác định rõ là trước cơ sang sàng tức là cái trung tâm thương mại này thì có thể là uh, Mary cầm một cái tờ giấy có cái địa chỉ của cái trung tâm thương mại đó à, hoặc là cổ chỉ trên bản đồ gì đó thì cổ mới nói rõ là trước cơ sẵn săn cho mở chỗ Chỉnh xã thiên quản tức là nay cơ chỉnh xã na cơ chỉnh xã thiên quản anh cảnh sát nó nghe xong xeo lơ là cười lên hoặc là đã cười cũng được mà sang cao su lơ. mà sang cao su lơ họ lập tức hoặc là liền cho tôi biết Chấm nói dụ là đi như thế nào tức là anh cảnh sát đó nghe xong thì cười lên và liền bảo cho tôi biết đi như thế nào mà sang đây là liền hoặc lập tức mà sang cao su lơ quọ chồng nói ở đây có từ lơ tức là đã cho tôi biết cao su lơ quọ chấm nói dụ hô lại là về sau của bà chén xưa tôi mang cái chuyện này ra cao <laughs> su là của tờ trung của phận à, cao su là của tờ trung của phận nhiều tức là cho những người bạn của chúng tôi được biết về sau tôi đem cái chuyện này ra à, kể cho hoặc là bảo cho những cái người bạn trung quốc của tôi cao su là của tờ trung của phận tham tôi sao là họ đều cười cả họ đều cười lên tham minh tôi sao là tham minh cao su của à, và họ cho tôi biết á quần sư kiss Quần sư kiss Quần có nghĩa là hôn Quần sư kis Quần chải sư ask Quần là Phát âm là quần Quần là hỏi Chải sư mới là ask Mới là à, Mới là cái Từ ask trong tiếng Anh là quên là, là hỏi Thì đoạn này cũng rất thú vị phải không các bạn Để mình khuyên các bạn là khi các bạn học Thì các bạn cũng nhớ à, Lưu ý học phát âm rồi các thanh điệu rồi cho nó tốt để tránh những cái nhầm lẫn, những cái hiểu lầm đáng tiếc. Cũng có nhiều cái hiểu lầm chứ không phải là không có. Ví dụ các bạn hẹn ngày mai, hẹn với ai đó là Mười à, 10 giờ ngày mai gặp nhau. Miễn thiên sử tiền trên miên à, miễn thiên sử tiền trên miền hoặc là miễn thiên sử tiền trai sẽ xeo mẫn khổ trên miên Ngày mai, 10 giờ ngày mai gặp nhau ở cổng trường. Miễn thiên sử tiền trai sẽ xeo mẫn khổ trên miên nhưng nếu chúng ta phát âm không đúng là miễn thiên uh, miễn sư tiền trai sửa xe mẫn khổ trên men thì như vậy là có nghĩa là 4 giờ ngày mai gặp nhau ở cổng trường rồi 10 giờ trong đầu mình nghĩ là 10 giờ thì 10 giờ mình đến cổng trường mình chờ chờ đã rồi leo cây luôn rất là chờ không không được rồi về giận quá không gọi điện thoại luôn chia tay rồi chiều 4 giờ cái người kia cũng ra ra cổng trường và chờ và chờ mãi không thấy mình tới và giận luôn là không thèm gọi điện nhau luôn tưởng là không tôn trọng nhau về thời gian nhưng cuối cùng là do nghe do nghe phát âm không đúng cho nên là bị hiểu lầm nên là mọi người hãy chú ý điều này nhé và vừa rồi mọi người cũng nghe hiểu hết chưa nếu có gì thắc mắc thì mọi người cứ viết trong phần comment mình sẽ trả lời chi tiết cho các anh chị và các bạn nhé và trước khi kết thúc thì xin mời các anh chị và các bạn hãy nghe người bản xứ người ta đọc lại một lần nữa. Phần này các bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần cũng được, nghe đến thuộc luôn càng tốt, kể lại nữa, kể lại được và trôi chảy nữa thì là rất thành công. Phát âm不好, 是一个在北京工作的外国人.我非常喜欢中国,也很喜欢说汉语. 我已经学了两年汉语了，我发现汉语很有意思，但是也很难学。开始学汉语的时候，我就闹了很多笑话。有一次，我想去一个商场，但是不知道怎么走。我看见前面有一个警察，就走过去说：“你好。” 我可以吻你吗？警察听了我的话，看起来很吃惊。我很奇怪，不明白他为什么吃惊。我又说：“我可以吻你一个问题吗？这个商场怎么走？”警察听完笑了，马上告诉了我怎么走。后来。 Case, ask. Và cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi cái clip của mình. Chúc mọi người học thật là vui và hiệu quả. Và mùa dịch bệnh này thì cũng chúc mọi người cùng với gia đình và người thân an lành vượt qua cái mùa dịch bệnh này. Xin chào mọi người.